hướng dẫn tham gia cuộc thi ảnh, lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của di tích lịch sử Hà Nội. Để tham gia cuộc thi, bạn hãy truy cập kho ứng dụng Play hoặc App Store để tải ứng dụng 63 Travel, hoặc quét mã QR trên màn hình. Đầu tiên là hướng dẫn đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản trên ứng dụng 63 Travel, bạn vào mục hồ sơ, chọn đăng nhập. Tại màn hình đăng nhập bạn chọn đăng ký. Tại đây bạn điền đầy đủ các trường thông tin. Sau đó thực hiện điền mã OTP được gửi về Gmail. Hoàn tất các bước trên là bạn đã có cho mình tài khoản trên ứng dụng 63 Travel. Thứ hai, để tham gia dự thi, bạn làm theo hướng dẫn sau. Tại màn hình hồ sơ hoặc màn hình chính, bạn lựa chọn mục cuộc thi ảnh. Tại đây, bạn lựa chọn cuộc thi đang được tổ chức, chọn tham gia thi, thực hiện tải hình ảnh của mình lên. Lưu ý, mỗi người tham gia chỉ đăng tải một ảnh dự thi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hướng dẫn dự thi. Mọi thông tin thắc mắc và vấn đề gặp phải khi tham gia cuộc thi hãy liên hệ với chúng tôi qua các cổng thông tin đang hiện trên màn hình. Chúc các bạn thành công!